có vẻ như trào lưu mang các tựa game bơm tấn trên PC một thời lên mobile đang là xu hướng chung của thị trường game gần đây. Và không nằm ngoài xu hướng đó, tựa game nhập vai hành động Warframe Mobile cũng đã chính thức có mặt trên mobile. Bạn sẽ phải choáng ngợp vì các đoạn cutscene được đầu tư chỉnh chu, không thua kém gì so với phiên bản PC đình đám một thời. Kế đến là palette nhân vật đa dạng thiên về nhiều lối chơi khác nhau như tốc độ, khống chế hay sức mạnh. Sau đó game sẽ cho bạn làm quen với các thao tác di chuyển và bay nhảy bắt cao, cực kỳ đáng mắt bằng một màn chơi đơn giản. Khác với những tựa game nhập vai trên di động vốn hướng dẫn thậm chí cho phép bạn chỉ cần click and click và nhân vật sẽ tự động làm hết mọi chuyện còn lại. Vậy thì bạn khoan hãy vội mừng vì đây chính xác là một game cày chay đúng nghĩa. Người chơi sẽ phải tự mình điều khiển nhân vật đi tới từng nơi được đánh dấu trên bản đồ để thực hiện nhiệm vụ. Các QTE, Quick Time Event cũng được đặt rải rác để người chơi có thể thử độ nhanh nhạy của mình. Trên đường phiêu lưu của mình, bạn sẽ thu nhập vật phẩm để có thể cải tiến trang bị trên người sau khi đã trở về căn cứ nghỉ ngơi. Tại đây, người chơi sẽ có thể di chuyển qua các hành tinh khác nhau để hoàn thành mục tiêu mà NBC giao phó, cũng như tham gia phó bản hầm ngục tại đây để tìm kiếm nguyên liệu hiếm. Với những nguyên liệu kiếm được, game thủ có thể thỏa sức chế độ không giới hạn và trang bị đầy người để chống lại kẻ thù trên các hành tinh trong hệ mặt trời. Mỗi kẻ thù đều có một điểm yếu riêng mà bạn cần phải nắm rõ và sử dụng thành thục các món vũ khí mà mình chế tạo được để tiêu diệt chúng dễ dàng. Có thể thấy rằng với game này đậm chất hành động đã mắc cùng với các động tác bắt cao điệu nghệ, người chơi có thể thỏa sức vô diễn trình độ cá nhân trên chính điện thoại của mình với những người cùng chơi khác. Bạn cũng có thể lên đường phiêu lưu cùng những người bạn của mình để tìm gắn kết.